tính. Và cái phần thứ hai nữa là giờ bệnh mãn tính như vậy thì phần lớn là những bệnh không lây ha. Không lây là một cái yếu tố này quan trọng để các bạn biết, nó liên quan đến yếu tố về cái đặc điểm cái lao động và cái lối sinh hoạt của con người nhiều hơn, mà không do những cái tác nhân ví dụ như vi khuẩn, vi trùng, virus, ký sinh trùng hoặc là nấm gây ra. Hay thì những cái vấn đề mà có nguyên nhân gây bệnh thì nó rõ ràng là thuộc về cái nhóm bệnh lý có thể cấp tính nhiều hơn, nhưng nguyên nhân của nó rõ ràng, tác nhân nó được tìm hiểu rõ, vậy thì mình việc điều trị mình có thể là đánh vào cái tác nhân đó. Nhưng mà bệnh lý mãn tính thì thường là nhóm bệnh không lây. Tại sao mình nói cái khái niệm này cho các bạn hình dung rõ? Vì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều yếu tố. Không lây có nghĩa là sao ạ? À, nó sẽ có liên quan đến cái đa số là cái thói quen và yếu tố sinh hoạt, và một phần nữa đương nhiên là yếu tố di truyền ha, một phần thôi đó, thì nó ảnh hưởng khá là nhiều. Rồi, đó là thống nhất về mặt quan điểm. Vậy thì vấn đề về dinh dưỡng nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Mình có một cái khái niệm vừa rồi nói về bệnh mãn tính, đó là bệnh không lây. Vậy thì cái yếu tố bệnh không lây gồm có những bệnh gì mà chúng ta cần phải lưu ý? Thì thống kê về cái nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới gồm chiếm khoảng 60% các nguyên nhân đó, thì chúng ta sẽ có bốn cái nhóm bệnh lý phổ biến ở đây. Thứ nhất là bệnh tim mạch, thứ hai là vấn đề về ung thư, rồi COPD hoặc đái tháo đường nha. Trong đó là những cái bệnh lý về đột quỵ này các bạn cũng nghe cũng khá là nhiều ha. Bây giờ thì đột quỵ á, ung thư thì nghe nhiều nhất là ung thư phổi ha, hoặc là bệnh lý về đái tháo đường ha, là một cái bệnh lý mãn tính mà nó sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người ta rất là nghiêm trọng đó. Cô nhắc lại thì nói với cái bệnh lý mà những cái bệnh không lây ha, mà bệnh mãn tính kéo dài ảnh hưởng đến cái vấn đề về cái yếu tố về sức khỏe của con người, đó là như bệnh tim mạch nè, những cái bệnh lý về ung thư nè, COPD và đái tháo đường type 2 ha. Thì đây là những cái thống kê cho chúng ta thấy được là cái vấn đề của nó, chế độ giờ ăn hoặc chế độ sinh hoạt và cái lối sống nó sẽ có thể ảnh hưởng đến những cái bệnh lý gì. Thì nếu mà nói về ung thư ha, mình sẽ đi nói về ung thư ở Việt Nam thì mỗi năm mình có khoảng là 150.000 người mắc mới ha. Ví dụ như ở Nam thì các bạn sẽ thấy là tỷ lệ giờ ung thư phổi, ung thư gan hoặc là dạ dày hoặc ung thư đường ruột ha, ruột non, ruột già, đại tràng vân vân. Còn ở với nữ thì cái tỷ lệ khá là cao. Ghi nhận, các bạn kiểm tra mic giùm cô nha. Ghi nhận cái tỷ lệ nữ mình là có vấn đề về ung thư vú, ung thư tử cung và dạ dày gan ha. Thì đây là những cái bệnh lý ung thư gặp tỷ lệ khá là cao ở Việt Nam mình ha. Thì đó là thống kê của người Việt. Thứ hai nữa là cái bệnh lý như hồi nãy cô nói là về cái COPD, hay người ta gọi là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì không biết các bạn đã học về bệnh học, chắc cô nghĩ nếu mà năm 2 thì mình cũng đã biết qua những cái bệnh lý này rồi. Thì ở Việt Nam mình về thống kê dịch tễ là nước có tỷ lệ mắc cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính khá là nhiều, là cao nhất ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương nha. Và ở cái độ tuổi là 6,7% nhân số trên 35 tuổi, là thống kê năm 2003. Ở đây là số về dịch tễ trong cái bài tình hình COPD của phó giáo sư Tuyết Lan. À, thì thống kê cái tỷ lệ, cái này thì thường nó sẽ liên quan đến cái việc mà hút thuốc lá ha, hút thuốc lá, và tỷ lệ người nam bị khá là nhiều đó. Thì đó là hai cái bệnh lý mình nói về, một là về ung thư, hai là COPD. Vậy thì một cái yếu tố quan trọng người ta nói đến là cái tại sao mình lại nhắc đến những cái bệnh lý mãn tính và vai trò của dinh dưỡng. Thì theo thống kê đây là một cái của tổ chức năm 2 thế giới 2002 á, thì đây là cái tỷ lệ sơ đồ các bạn mình sẽ thấy là gì, tỷ lệ chết từ 100.000 dân. Thì cái màu đỏ của mình là những cái yếu tố nó liên quan đến cái chế độ ăn uống nè. Còn cái ký hiệu màu xanh đó là tỷ lệ tử vong mà liên quan tới rượu bia, và tỷ lệ màu vàng là liên quan đến những cái nguyên nhân khác. Thì các bạn thấy là thống kê trong đó thì cái bệnh lý mình thấy rõ ràng là bệnh lý về mặt tim mạch, ung thư và đột quỵ, thì nó gây cái tỷ lệ tần số tử vong rất là cao, mà đặc biệt là gì ạ? Liên quan đến cái chế độ ăn uống. Nói như vậy để các bạn hình dung được, trong cái top 3 cái nguyên nhân tử vong cao ghi nhận năm 2002 đi, thì mình sẽ thấy về bệnh lý về tim mạch, ung thư và đột quỵ, thì nó có tần số cái tử vong trên 100.000 dân khá là cao, mà đặc biệt là gì ạ? Liên quan đến chế độ ăn uống, ngoài cái việc là chúng ta điều trị dùng thuốc ha, thì nó rất là quan trọng trong vấn đề mà chế độ ăn của mình. Rồi ok, mấy bạn mình cô share lên nha. Tại vì mỗi lần các bạn chán là nó sẽ hiện lên á, cô mà không mở ra thì nó sẽ không có tắt được cái khung đó ha, nó che mất cái màn hình của mình. Thì các bạn lưu ý ha.
mình nhớ tắt mute khi tham gia lớp nha. Thì coi chừng nào có ý kiến thì hôm nay thì trời nó lại mưa nên là không được tốt cho lắm rồi. Thì nói đến đây để các bạn hiểu là cái việc bệnh lý mãn tính mà nãy mình nói là dùng nhóm bệnh lý mãn tính là bệnh lý không lây, nó liên quan rất là nhiều đến cái yếu tố đặc biệt là về mặt lối sống, trong đó bệnh lý về tim mạch hay nhóm bệnh lý về mặt ung thư và đột quỵ như cái dẫn chứng ở đây là một trong những cái tỷ lệ mà liên quan rất là nhiều đến cái việc cái chế độ ăn, chế độ ăn trong sinh hoạt. Nói như vậy để mình hiểu được cái tầm quan trọng của cái dinh dưỡng và dinh dưỡng tiết chế trong vấn đề hỗ trợ điều trị bệnh ha. Rồi cái hình này cũng như vậy ha, hình này nó nói là gì ạ? Nó cho các bạn những cái bệnh lý mãn tính cho các bạn dọc ở đây. Đây là cái bệnh theo cột dọc, những cái bệnh lý ảnh hưởng đến sức khỏe hay là người ta xếp vào nhóm mãn tính, và đây là những cái yếu tố nguy cơ liên quan đến chế độ ăn hoặc là những yếu tố nguy cơ khác tùy thuộc. Yếu tố nguy cơ khác chúng ta có thể nhắc đến liên quan tới gen hoặc là quy định về gen, về lứa tuổi nè, về lối sống, về cái đặc điểm về hút thuốc lá, về những cái trạng thái căng thẳng hoặc là cái tình trạng ô nhiễm môi trường. Như các bạn thấy vậy thì mình sẽ có rất là nhiều, đây là cái phần chat nó liên quan đến yếu tố nguy cơ. Nhắc lần cuối nha, tắt mic. Vấn đề này các bạn cứ để hôm nay là bữa cuối rồi các bạn vẫn không tuân thủ ha. Vì lớp mình khá là đông á, nên các bạn phải mình phải ý thức vấn đề này chứ. Recording stopped. Recording in progress. Rồi mình tiếp tục nha. Cái vấn đề về yếu tố nguy cơ khác là liên quan đến gen, tuổi, lối sống, hút thuốc lá, căng thẳng hoặc là tình trạng ô nhiễm môi trường. Thì các bạn thấy đây là cái yếu tố nó liên quan đến những cái bệnh lý mình vừa nhắc đến. Ví dụ mình nói một cái tỷ lệ về mắc khá là cao, vì nói về yếu tố về bệnh lý ung thư đi. Rõ ràng ung thư thì người ta sẽ ghi nhận những cái yếu tố liên quan, nó có thể về gen, về tuổi, về lối sống, về cái thói quen hút thuốc lá cũng như là cái tình trạng ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, đối với cái chế độ ăn thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái bệnh lý ung thư, như là chế độ ăn nhiều chất béo no hoặc là những cái chất béo trans ha, rồi uống quá nhiều rượu bia, chế độ ăn ít tinh bột phức và các cái chất xơ, rồi chế độ ăn ít vitamin và khoáng chất ha, và cái nữa là gì ạ? Chế độ ăn nhiều muối hoặc là thực phẩm lên men đó. Thì ở đây là một cái slide là tổng hợp những cái yếu tố về nguy cơ về cái chế độ ăn và liên quan đến cái bệnh lý thường gặp.
Hoặc là cái bệnh lý thứ hai như là tăng huyết áp, hay các bạn cũng nghe về cái dịch tễ yếu tố này khá là nhiều, thì nó cũng liên quan, đặc biệt trong đó vấn đề về tăng huyết áp thì nó rất là liên quan nhiều đến cái việc ăn nhiều muối hoặc là các thực phẩm lên men, rồi ăn rất là nhiều ít, gọi là mình chế độ ăn ít các vitamin hoặc là không có đầy đủ các loại khoáng chất, rồi uống quá nhiều rượu bia hoặc là chế độ ăn nhiều chất béo no. Rồi bệnh lý đái tháo đường thì lại liên quan đến chế độ ăn nhiều chất béo no hoặc là những chất béo tràn ha, hoặc là cái đặc điểm đó là chế độ ăn ít tinh bột, phức và phức chất xơ nha. Thì đó cũng lại là một cái nhóm liên quan rất là nhiều, hoặc là những cái bệnh lý trong cái yếu tố nguy cơ tim mạch hoặc là bệnh tim thiếu máu cục bộ như cái bệnh lý sơ vữa động mạch á, thì các bạn cũng nghe khá là nhiều á, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều cái yếu tố nè. Ví dụ như liên quan đến chế độ ăn thì trong đó là ăn nhiều chất béo no, uống nhiều rượu bia nè, chế độ ăn ít vitamin và khoáng chất nha, và ăn ít tinh bột, phức hoặc các chất xơ ha. Rồi về yếu tố khác thì đương nhiên nó có gen, có tuổi, có lối sống, có tình trạng hút thuốc lá hoặc là tình trạng căng thẳng, thì đó là liên quan đến cái bệnh lý của sơ vữa. Hoặc là tỷ lệ béo phì ở trẻ em bây giờ thì nó khá là cao, thì nó đa số nó sẽ liên quan đến rất là nhiều là gì ạ, là cái yếu tố người ta gọi là ăn khá là nhiều cái chất béo no ha, hoặc là những chất béo tràn. Rồi liên quan đến uống quá nhiều rượu bia ha, chế độ ăn ít tinh bột và phức hoặc là chất xơ ha. Và cái này nữa là đặc điểm đó là ăn nhiều đường ha, ăn nhiều cái đồ ngọt mà đặc biệt là chất gọi là có năng lượng từ các carbohydrate như khá là cao ha. Rồi liên quan đến gen và yếu tố về mặt lối sống, tức là đặc biệt là những cái đặc điểm là về lười vận động. Đó là những cái yếu tố mà mình phân tích. Còn ví dụ như bệnh lý về răng miệng thì cái này nó sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng, gọi là nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe về mặt tinh thần nhiều hơn ha, do chế độ ăn nhiều gì ăn nhiều chế độ ít vitamin khoáng chất và ăn nhiều đường nè nha, và vệ sinh răng miệng kém ha. Đó là liên quan đến hoặc là những cái tình trạng thói quen sinh hoạt ha, vân vân. Thì đây là một cái slide mà nó nhắc đến những cái yếu tố mà trong đó cái chế độ ăn uống ảnh hưởng rất là nhiều đối với cái bệnh lý, đặc biệt là nhóm bệnh lý mãn tính và bệnh không lây. Thì đây là một cái lưu ý mà các bạn cần phải gọi là khi mình tư vấn cho những cái ca bệnh hoặc là những cái vấn đề bệnh lý mãn tính thì mình sẽ lưu ý những cái yếu tố này giùm cô ha. Khi mình hiểu được cái vai trò của những cái bệnh lý mãn tính nè đối với cái vấn đề về chế độ ăn uống như vậy, thì mình ngoài cái việc ăn uống nó sẽ còn có một yếu tố nữa các bạn cũng quan tâm giùm cô, đó là cái hành vi liên quan đến cái tần suất, tăng cái tần suất bệnh ha, đặc biệt là những bệnh lý mãn tính đó là gì. Ví dụ như thói quen mình làm việc, chế độ người ta gọi là chế độ ăn uống không lành mạnh và lối sống thụ động ha, hút thuốc lá nhiều ha. Đây là cái mỗi ba trong ba cái thói quen mà liên quan đến cái hành vi mà làm cho cái tỷ lệ mắc bệnh hoặc là tần suất mắc bệnh những cái bệnh mãn tính kéo dài. Ví dụ như các bạn thấy là gì, một vài hình ảnh minh họa, tức là ví dụ như mình ăn hút thuốc lá này ha, rồi thức khuya, tức là làm việc thì mình phải có cái thời gian hợp lý, tức là giữa sinh hoạt ban ngày với ban đêm là thời gian cơ thể mình cần nghỉ ngơi. Cho cả lối sống chúng ta thay đổi cái tần số múi giờ, tức là ban ngày thì ngủ mà ban đêm thì thức làm việc. Đây là cũng một trong những cái biểu hiện của cái hành vi mà nếu mình chúng ta cứ với cái tư thế làm việc này, các bạn thấy không? Cái tư thế làm việc như thế này là tư thế không phù hợp ha. Rồi cái thứ hai nữa là gì, hút thuốc lá nè, đặc điểm này là gì, ăn rất là nhiều cái thói quen và liên quan đến cái đồ ăn nhanh ha. Uống rượu bia ha, uống rượu bia hoặc là gì đó là những cái thức ăn nhanh, rồi coi tivi, tức là nó thói quen lười vận động ha, lười vận động cứ thưởng thụ thôi ha. Rồi tức là cái hình thức gọi là ở đây là gì ạ, cái sai cái múi giờ, tức là nguyên tắc cái con người mình á, nếu có một số anh chị mình học được về y học cổ truyền mình cũng có nghe nè, cái khái niệm gọi là học thuyết nói về thiên nhân hợp nhất, hay người ta sẽ nói là cái khái niệm con người là tiểu vũ trụ của trời và đất, đúng không? Vậy thì có nghĩa là sao, mình phải sống theo quy luật tự nhiên. Ví dụ như ban ngày đúng ra là mình phải làm việc ha, mình phải làm việc, mình phải hoạt động, thì ban ngày mình lại ngủ và ban đêm mình lại thức. À, mình thức mình xem điện thoại hay mình làm các kiểu về đêm mà ban ngày mình lại ngủ, thì đây cũng là một trong những cái hành vi mà nó sai với quy luật tự nhiên. Thì về già, về gọi là về một hoặc hai bữa thì không vấn đề gì, nếu như cái tình trạng này kéo dài nó sẽ thay đổi cái đồng hồ sinh lý của cơ thể mình, và chính vì như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe, mà trong đó là liên quan đến những cái bệnh lý mãn tính như cô vừa trình bày ở trên ha. Thì cái lối sống nó cũng rất là quan trọng trong việc mình can thiệp và điều trị về cái bệnh nhân mãn tính này. Rồi
nói về một cái chế độ ăn không lành mạnh. Vậy theo chúng ta biết là ăn không lành mạnh là ăn như thế nào ha? Chứ thứ nhất là thừa năng lượng, thì cái năng lượng này hôm trước mình có học rồi, cái cách tính của năng lượng á, mình đã được nói đó là gì ạ? Dựa vào cái chuyển hóa cơ bản nè, dựa vào đặc điểm thứ hai nữa là gì? Dựa vào cái động học của thức ăn, tức là dựa vào cái thức ăn, lượng thức ăn mình vào ha, rồi dựa vào cái mức lao động của cơ thể mình để mình biết cái năng lượng của mình là bao nhiêu kilocalo một ngày. Như vậy thì việc ăn đầu tiên là mình ăn quá thừa năng lượng thì nó là gọi là không lành mạnh. Cái thứ hai đối với chất béo thì nếu như cái mình theo cái khuyến cáo thì 60, 15, 25 là cô nói cho bé dễ nhớ ha, bé Lý biết nó khoảng 25% đi. Như vậy thì mình ăn quá nhiều chất béo thì đặc điểm của chất béo là nó rất là kích thích và giúp cho chúng ta dễ gọi là mình ăn mà cảm thấy nó ngon miệng á ha. Thì cái đặc điểm của chất béo vậy thì mình ăn quá nhiều chất béo. Rồi chút xíu nữa chắc là nãy cô có thấy của Hương trong lớp mình ha, thì cái gì nhờ bạn lớp nào của y sĩ thì khi nào lớp điểm danh thì báo giúp ha, trường hợp của bạn Tâm nha. Rồi đặc điểm thứ ba nữa là liên quan đến cái dùng nhiều thức ăn ngọt. À thì cô cũng báo lớp luôn, hôm nay cuối buổi thì sau khi mình cuối học xong cái buổi này thì cô sẽ cho cái đề kiểm tra hình thức là tự luận ha, các bạn sẽ làm bài tập. Thì có rút kinh nghiệm như lớp trước thì có nhiều bạn có thể là quay word vẫn được ha, quay word chứ không đánh máy. Tại nhiều khi mấy bạn đánh máy thì cái chữ thật sự ra cô đọc cũng hơi khó khăn. À, cho nên là các bạn có thể, nhưng mà các bạn nhớ là cái bài mình nộp về cho cô á, thì khi nào đi học lại thì các bạn phải nộp về trường nha. Thì cô nhắc chung trước đầu giờ, là chút nữa cuối giờ cô cũng sẽ nhắc lại cái cách làm bài cũng như là cái yêu cầu ha, là mình nộp qua mail cho cô và đào tạo theo đơn vị lớp. Rồi sau đó là cái file các bạn phải giữ và khi nào chúng ta đi học lại thì mình phải nộp về cho đào tạo nha. Rồi nhắc với Tân như vậy để cho Tân đi tìm, hoặc là các bạn mình tập trung đến cuối buổi ha, thì cô cho cái đề để mình sau đó là các bạn làm bài, thời hạn làm bài các bạn trong vòng một tuần ha, mình sẽ có những cái phần tự luận để các bạn làm và tính toán. Bây giờ cô trình bày tiếp. Trời lại mưa rồi. Các bạn nghe được mà? Không nghe nhỏ xíu rồi cô.
Rồi các bạn nghe lại được chưa ạ? Rồi tiếp ha. Ba cái yếu tố này thường là nó sẽ liên quan với nhau. Ví dụ như mình ăn nhiều béo, nhiều quá nhiều chất ngọt thì nó thường là nó sẽ dư năng lượng ha. Rồi ok, chúc mừng bạn. Tiếp theo nữa là liên quan đến cái thói quen ít ăn trái cây. Ít trái cây nè, ít rau xanh ha, ít cái nồng độ ít canxi thì có thể là bổ sung được chế độ ăn hoặc là sữa ha. Thì ba cái này là gì? Nó sẽ thiếu vitamin và khoáng chất, tức là nếu mà chúng ta ăn ít những cái loại và trái cây, cái loại rau xanh màu đậm thì các bạn nhớ ha, thì nó sẽ đa số là nó thiếu vitamin và khoáng chất. Rồi một trong những cái thói quen ăn đó nên là không tốt cho sức khỏe đó là chế độ ăn mặn. Thì chút mình sẽ nói về cái việc ăn mặn ha. Thì lạm dụng. Và cuối cùng là lạm dụng rượu bia. Nó là một trong những cái vấn đề mà mình nói về cái chế độ ăn hoặc là không có lành mạnh ha. Thì đây là những cái thói quen. Ví dụ như một cái người nào đó đến thì với các bạn thì ví dụ như cô nói là mình đánh giá dựa vào cân nặng chiều cao để mình biết cái BMI của họ ở mức độ nào ha, rồi sau đó là sao nữa à, mình đánh giá họ có những rơ và những cái trạng thái về ăn uống là nhất là cái này. Sau đó là gì, ảnh hưởng cái hành vi, tức là cái hành vi họ có lối sống tĩnh tại quá nhiều và lười vận động hay không. Thì đó là những, tức là vậy thì các bạn phải khuyên hoặc là thay đổi cả về cái chế độ ăn cũng như là cái lối sống mà cái hành vi nó không có phù hợp ha. Rồi, đây là 10 cái nguyên tắc dinh dưỡng trong cái bệnh lý mãn tính. Các bạn cần ghi nhớ giùm cô ha. Tức là mình tư vấn về bệnh nhân nếu mình có gặp những trường hợp cả bệnh lý về tim mạch, giống như cô nói ban đầu là có 4 cái nhóm bệnh liên quan đến khẩu phần ăn rất là nhiều, là tim mạch, bệnh lý ung thư, COPD. Ha. Đó là những cái vấn đề mà mình cần phải lưu ý. Như vậy thì can thiệp về mặt dinh dưỡng hay là phương pháp điều trị không dùng thuốc thì chúng ta cần phải lưu ý 10 cái nguyên tắc này ha. Mình sẽ đi vào từng nguyên tắc một. Bây giờ cô sẽ đi nguyên tắc thứ nhất là cái tránh cái thức ăn thừa năng lượng. Là thật là dạ. Tránh ăn thừa năng lượng tức là mình phải đảm bảo mình biết hiểu được hoặc là mình tư vấn được cho người ta biết là năng lượng một ngày họ cần bao nhiêu kilocalo. Như vậy thì là làm sao để mình đảm bảo cái năng lượng hoạt động duy trì cho cơ thể và nó không có bị thừa cân. Hoặc là trên những cái người có yếu tố nguy cơ thừa cân béo phì thì cần phải giảm cân. Mức độ giảm cân thì mình sẽ dựa vào cái cân nặng lý tưởng, như hôm trước cô có chia sẻ cách tính đó, thì các bạn sẽ biết được là làm sao để thứ nhất là tránh thừa năng lượng, cái thứ hai là mình nói về cái khẩu phần đạm phù hợp hay là trong cái ba cái thành phần dinh dưỡng mà sinh năng lượng đó, đạm, đường, chất béo, vậy thì cái lượng đạm phù hợp là như thế nào thì chút mình sẽ đi vào từng chi tiết. Cái thứ ba là kiểm soát cái lượng hoặc là loại chất béo. Vậy thì sử dụng cái loại chất béo như thế nào là phù hợp? Bởi vì mình biết là chất béo nó rất là giàu năng lượng là một. Thứ hai nữa là gì ạ? Cái lượng chất béo thì nó sẽ kích thích cái việc ăn ngon hơn ha. Mà hàm lượng bình thường của nó theo khuyến cáo khoảng 25% thôi. Như vậy thì mình cần phải kiểm soát cái lượng và loại béo phù hợp. Nguyên tắc thứ tư là các bạn phải tăng cường ăn rau củ ha. Vì đây là những cái thành phần chống oxy hóa, làm chậm quá trình oxy hóa trong cơ thể, cũng như là cung cấp rất là nhiều vitamin và khoáng chất nha. Mà có nhiều loại vitamin khoáng chất mà sao cơ thể mình không thể tự tổng hợp được mà mình phải đưa từ thức ăn bên ngoài. Rồi tương tự thứ năm là ăn cái đủ lượng trái cây. Giống như hôm trước trong cái tháp dinh dưỡng á, mình nhớ là rau với quả khuyến cáo là cộng lại thường khoảng 5 đến 6 đơn vị trong vòng một ngày. Đó là các bạn chọn theo cái khẩu phần cho nó phù hợp. Rồi thứ sáu là cái kiểm soát cái lượng sodium. Ở đây là tương ứng với cái nồng gọi là cái ăn mặn đó ha. Làm sao chúng ta kiểm soát, người ta khuyến cáo không quá 5 gram muối một ngày. Vậy thì làm sao mình biết? Thì chút nữa cô sẽ khuyến cáo đây này cho các bạn đi vào từng cái thành phần. Thứ bảy là đủ lượng canxi hoặc là vitamin D ha, để cho hỗ trợ cái hệ thống nâng đỡ hay là cái bộ xương của mình. Thứ tám là liên quan đến cái lượng nước các bạn uống hàng ngày ha. Ăn và uống là nó đi chung với nhau đúng không? Vậy thì cái việc uống nước nó cũng rất là quan trọng trong cái nguyên tắc về mặt dinh dưỡng.
Thứ chín là chúng ta hạn chế cái lượng rượu bia. Ở đây thì không dám nói là mình không nên dùng rượu bia, nhưng mà nếu mình rượu cái lượng phù hợp thì nó cũng có hỗ trợ cho sức khỏe, nhưng mà nếu lạm dụng nó thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, giống như hồi nãy cái slide mà tần suất tử vong mà liên quan đến cái việc mà liên quan tới rượu bia cũng khá là nhiều á. Và cuối cùng là một trong những cái yếu tố là tăng vận động ha. Thì 10 nguyên tắc này là cái bài, cái phần cốt lõi nhất của cái bài ngày hôm nay. Nếu mà tư vấn về cái vấn đề bệnh lý mãn tính về ăn uống, các bạn phải nhớ giùm cô đủ 10 nguyên tắc này. Bây giờ mình sẽ đi vào từng nguyên tắc một. Dạ cô ơi. Rồi cô nghe. À, dạ cho em người Quốc Cường bên lớp hình ảnh đó cô. Cô cho em đi tiêm vaccine nha cô. Em xin phép đi tiêm vaccine chiều nay ạ. Rồi mình báo, cứ báo nhóm trưởng giúp ha, hoặc là cứ nhắn lên. Rồi có gì nhờ cô Hương. Nãy cô có thấy cô Hương trong lớp nè. Dạ. Để chút nữa cô có điểm danh thì cô biết trường hợp của bạn. Dạ vâng, em cảm ơn cô ạ. Rồi vậy thì cái quy tắc đầu tiên mình nói đến tránh thừa năng lượng nha. À, tránh thừa năng lượng là gì? Thứ nhất là mình phải cung cấp đủ cái năng lượng của cơ thể cần ha. Vậy thì năng lượng của cơ thể cần nó là cái gì ha? Nó đây là một cái gợi ý về cái công thức tính. Cho mình nó để mất cái này nha. Biết cô bấm cái nhầm gì mà nó mới hiện nó che mất tiêu. Rồi, vậy thì cái năng lượng, nhu cầu năng lượng của mình đó là cái chuyển hóa cơ bản. Thôi như hôm trước mình tính nhân với cái yếu tố hoạt động ha. Nhưng mà ở đây thì nó có một thêm công thức là trừ cái năng lượng chuyển hóa cơ bản hay là năng lượng tiêu hao lúc nghỉ. À, nhưng mà các bạn có thể để dễ nhớ, mình nhớ một cái công thức hôm trước thôi. Còn ví dụ như ở đây á, là người ta có sử dụng cái chuyển hóa cơ bản, công thức chuyển hóa cơ bản của nam và nữ. Nó khác cái công thức hôm trước, mình lấy ví dụ tùy thuộc vào nam với nữ, mình nhân với 24 đúng không? Ở đây á, thì nó sẽ dự thuộc vào cái cân nặng, là chiều cao và tuổi, ha, cả ba yếu tố để mình tính cái chi tiết hơn là cái chuyển hóa cơ bản của nam nè, chuyển hóa cơ bản của nữ, yếu tố về hoạt động cũng như là năng lượng cơ bản nha. Rồi đương nhiên nữa là gì, yếu tố hoạt động của cơ thể là giống như hôm trước mình nói, lối sống tĩnh tại hay mức độ lao động vừa, nhẹ và nặng ha. Thì mình có nhiều cái cách để tính, nhưng mà trong đó thì các bạn có thể nhớ một cái công thức như hôm trước mình học là thống nhất nhất ha. Đây là một cái công thức thứ hai nói về cái chuyển hóa cơ bản mà sử dụng trong các cái nghiên cứu, người ta dựa vào ba yếu tố luôn là cân nặng, chiều cao, yếu tố về tuổi nha. Và cũng đương nhiên nó cũng đảm bảo nguyên tắc là về năng lượng, cái chuyển hóa cơ bản nè, và cái yếu tố hoạt động nha. Thống nhất yếu tố tĩnh tại tức là không có làm việc gì cả nha các bạn ha, tức là ăn rồi nằm, đi tới đi lui trong nhà hay lao động nhẹ, nhất là mình cũng có làm những cái việc gọi là vận động tay chân, rồi mức độ vừa và trung bình thì liên quan đến nặng là lao động chân tay nhiều ha, hoặc là lao động vừa thì có thể là sinh viên, hoặc là mình làm nhiều công việc cùng một lúc đó. Còn nhân viên văn phòng thì người ta thường sẽ xếp vào cái mức độ là lao động nhẹ. Vậy thì muốn tránh được cái thừa năng lượng, thứ nhất là kiểm soát cái lượng tinh bột ha. Kiểm soát cái lượng tinh bột là rất là quan trọng ha, vì cái việc mà ăn uống mà dư tinh bột á, thì các bạn cũng biết là gì, hàm lượng của carbohydrate thì trong cái bữa ăn nó khoảng cái 60% lận ha. Như vậy thì cũng, nhưng mà mình cũng không nên lạm dụng quá cái lượng tinh bột. Thứ hai nữa là hạn chế chất béo. Cái này cô cũng đã nói tới nó luôn rồi, tại vì chất béo nó sẽ cung cấp năng lượng khá là cao, chỉ cần mà ăn 1 gram thôi nó cung cấp tới 9 kilocalo lận ha. Cho nên là cái chất béo là một cái thành phần rất là giàu năng lượng, nên là mình phần hăng hạn chế chất béo nè. Rồi kiểm soát lượng trái cây, đặc biệt là những trái cây có vị ngọt ha. Rồi tránh ăn các thức ăn hoặc là thức uống ngọt, đặc biệt là các cái loại nước ngọt nè. Nha, không có nên sử dụng lạm dụng nó quá nhiều ha. Rồi, nữa là gì ạ? Hạn chế các thức ăn đóng gói như snack nè. Các thức ăn mà trong gọi là đồ hộp, thức ăn nhanh ha. À, thì cái này á, người ta khuyến cáo là như thế này ạ. Các bạn nếu mà ăn những thực phẩm này á, thì các bạn sẽ đọc giùm cô cái thành phần dinh dưỡng. Tức là trong mỗi cái đơn vị của nó đều có cái giá trị dinh dưỡng trung bình của một cái gói thực phẩm đó. Các bạn phải xem cái nhãn mác của thực phẩm để trước khi mình ăn. Tại vì cái trong không phải là lừa vừa gọi là mình thừa năng lượng không, mà cái thứ hai nữa là cái hàm lượng muối ở trong cái thực phẩm, mà đặc biệt là những cái bảo quản á, thì nó cũng có làm muộn muối nhất định. Nếu mình lạm dụng nó thì nó sẽ rơi vào cái vấn đề nãy như cô nói là mình ăn mặn. Một cái gì bạn?
chữ chữ tim nó đọc không được. Không biết các bạn nào lạm dụng dùm dịch dùm cô Chí Đại hỏi gì Đại ơi. À, một ngày uống một chai nước ngọt có gọi là lạm dụng không cô? Rồi bạn quan trọng là buồn uống nước ngọt, cái năng lượng đó nếu mà bạn dùng thói quen ngày nào bạn cũng dùng thì bạn xem lại dùm cô ha. Thì chắc chắn á, một là cái loại nước ngọt bạn uống nữa, thứ hai nữa là cái năng lượng của nó thường là năng lượng rỗng, nhưng mà cái vị ngọt đó là mình thấy là đa số nó tạo từ cái carbohydrate khá là nhiều đó ha. Vậy thì thường rất là dễ là gì, mình cứ uống nước ngọt mình thấy nó ngon, nhưng mà mình cứ lạm dụng đồ ngọt giống như cô nói vậy đó, một ngày nào mà bạn cũng uống thì chắc chắn có vấn đề rồi. Nó khác cái trường hợp là mình sẽ uống với cái lượng cho nó phù hợp, hoặc là có nhiều người có thói quen giống như uống cho nó dễ tiêu, hoặc là uống nước ngọt có ga, nhưng mà cái này mình chút nữa mình sẽ nói về cái thói quen ăn uống như thế nào cho nó phù hợp ha. Rồi bây giờ muốn kiểm soát lượng tinh bột thì đây là cũng là một cái khuyến cáo cho các bạn. Người ta gọi là kiểm soát cái lượng tinh bột từ cơm nha. À, cơm mà dạng này người ta tính bằng chén và dạng này người ta tính bằng tô ha. Rồi nó quan trọng là ví dụ như bạn sẽ coi giùm cô cái lon nước ngọt đó, bạn nhìn cái nhãn mác phía sau nó là năng lượng nó cung cấp cho một lon là bao nhiêu kilocalo là một. Cái thứ hai nữa, cái hàm lượng thành phần của từng cái ở trong đó nó là như thế nào, ví dụ như hàm lượng muối là bao nhiêu miligam nè, cũng như là cái nồng độ carbohydrate là bao nhiêu. Vậy thì nếu như bạn ăn uống nó mà bạn vẫn đảm bảo thành phần đầy đủ các chất thì không vấn đề, một tuần ha, tần suất nó không nhiều ha. Nhưng mà ví dụ như chưa nói bạn uống ngọt thì bạn sẽ dùng đá đúng không, cái lượng đá, cái đá bạn dùng là tự mình tạo hay là đá ở ngoài, mình không có biết cái cách người ta xây dựng, gọi là người ta làm đá nó như thế nào, có sạch hay không nữa. Cho nên cái này nếu mà bạn uống nước ngọt mà ướp lạnh thôi, không chưa nói ha, mà nước ngọt mà mình sử dụng nước đá đó, mình cũng coi lại cái nước đá đó nữa nha. Về mặt nguyên tắc thì qua cái phần đầu nãy, cái nhãn mác cô nói, một cái yếu tố quan trọng là các bạn phải tập cái thói quen sử dụng những sản phẩm mà đồ đóng hộp á, thì các bạn nhìn cái giá trị thành phần dinh dưỡng trên cái lon, cái chai nước đó mà bạn uống nha, để bạn biết coi là phù hợp cái lượng với bạn là như thế nào là phù hợp ha. Thì có nhiều người là người ta gọi là gì, phải uống statin nè ha, uống gì ạ, bơ hút, đặc biệt là các bạn sinh viên ha, có những cái thói quen sử dụng cái nước ngọt đó, tại vì trong đó nó có cái thành phần caffeine á, nhất định làm cho mình thấy nó dễ chịu ha. Nhưng mà việc lạm dụng các cái đồ uống có ngọt, như ngọt quá ngọt như cô nói, thì cũng phải xem lại. Và quan trọng thứ hai nữa là bạn coi mình có phải là thuộc cái nhóm nguy cơ là đang thừa cân thì cần phải giảm cân hay không ha. Thì nếu mà bạn cần thuộc cái nhóm đó thì chắc chắn là cái việc mà hạn chế đến dẫn đến là bỏ luôn cái loại thực phẩm uống nước ngọt là cần thiết ha. Rồi bây giờ cô quay lại tiếp cái năng lượng từ tinh bột, làm sao chúng ta kiểm soát cái lượng tinh bột. Có nhiều anh chị làm hình như có hôm trước học xong thì vẫn chưa quen cái việc mà chuyển đổi khi mà tính ra được cái bảng mà từng thành phần một hay trong nhóm đó là bao nhiêu đơn vị, rồi từ cái đó quy ra thực phẩm thì mình vẫn chưa quen á. Các chị cứ từ từ thôi, mình nếu mình vẫn thích á, tìm hiểu thì một là bạn tự tính, mình tự tính cái phần thành phần của mình, rồi mình lên những cái thực đơn bạn tự làm trước, rồi bạn có thể gửi cô xem, cô góp ý. Thứ hai nữa là mình có thể tham khảo tài liệu, cái này là các bạn nào muốn tìm hiểu tài liệu thì cái bảng thành phần dinh dưỡng Việt Nam, cái đó là cái mà chúng ta tham khảo thường nhất để mình quy đổi thì bao nhiêu đơn vị đó, bây giờ chúng ta quy đổi ra gram. Ví dụ như cô nói nè, kiểm soát cái lượng tinh bột thì một là chúng ta tính cái năng lượng một ngày, tổng cái năng lượng một ngày, ví dụ các bạn khoảng 2100 kcal đi, thì mình đã biết từng thành phần là lucid nó không quá 60% nha, cô nói cái một cái số cho dễ nhớ, lipid không quá 25%, protein không quá 15%. Vậy thì bạn đã biết từng thành phần mình ăn được bao nhiêu kcal một ngày nha. Bây giờ người ta cho bạn những cái đơn vị đo lường ha, trong cái khuyến nghị đó là gì, ví dụ một cái chén cơm như thế này, bạn bớt như thế này, thì nó cái năng lượng nó một chén cơm nó cung cấp cho bạn là 200 kcal. Vậy đương nhiên một ngày bạn ăn khoảng bao nhiêu kcal tinh bột hoặc carbohydrate là bạn biết một ngày bạn ăn được bao nhiêu chén cơm đó. Cái cách quy đổi của mình là như vậy đó ha. À, ví dụ như mình có thể ăn từ 3 đến 4 chén một ngày thì nó sẽ tương ứng khoảng là 600-800 kcal một ngày, hiểu không ạ? Vậy tùy vào tổng năng lượng của bạn bao nhiêu thì mình mới nói được là cái carbohydrate ngày tôi ăn một chén hay là hai chén. Thì các bạn cứ thử tập tính từ từ đây là bạn biết liền. Thì tương tự nếu như bạn có nhiều người ta không ăn bằng chén mà ăn bằng tô thì sao? Cái tô lỡ như thế này nè, mình quy ước nè ha, một cái tô như thế này bạn múc vừa nha, đừng có quá đầy nha. Cái mức độ đây là
đây là ít nè, vừa là ngay cái mặt thôi, mặt tô, và mình nén một cái tô đầy thì nó khác nha. Tương tự cái chén vừa là cái chén ở giữa nè. À, hình ảnh này là cái hình ảnh minh họa chén cơm hằng ngày chúng ta hay ăn á, nếu mình bút lưng lưng như thế này thôi là ăn chén cơm nó khoảng 200 kcal rồi đó, để các bạn để biết cái carbohydrate mà ăn như thế nào. Tại vì thường cái thói quen người Việt Nam của mình sẽ là ăn cơm vào 3 bữa, đúng không? Hoặc ấy xin lỗi, khoảng 2 bữa, từ bữa trưa, bữa chiều, bữa sáng, thường mình ăn nhiều loại, có nhiều gia đình thì người ta vẫn ăn cơm đó. Vậy thì làm sao cái lượng nó phù hợp thì các bạn quy đổi bằng những cái chén cũng như là cái tô ha. Tô thì đương nhiên năng lượng nó nhiều hơn, một cái tô như chúng ta múc vừa như thế này là 372 kcal, thì bạn như vậy là bạn đã ước lượng được là một ngày tôi ăn cần bao nhiêu chén cơm rồi, kịp ha. Rồi tiếp, bây giờ mình không ăn chén, nếu như bây giờ ăn chén cơm á, mình không ăn cơm, mà mình không ăn cơm tức là sao, thay vì cho bữa sáng có nhiều bạn ăn những loại thực phẩm khác mà mình không phải ăn cơm ăn, thì mình có thể quy đổi như thế này. Bây giờ nếu mà hồi nãy cô nói nguyên một cái chén vừa thì chúng ta có 200 kcal, bây giờ các bạn lấy nửa chén thì bạn có được khoảng 100 kcal, đúng không ạ? Vậy thì nửa chén cơm này nó sẽ tương ứng với nửa ổ bánh mì ha. Ổ bánh mì không nha, chưa nói là cái lượng thịt ở trong nha. Rồi, mình đang nói về hàm lượng tinh bột thôi. Cái thứ hai nữa là một cái lá sandwich. Nếu bạn vậy thì bạn ăn hai nguyên một chén cơm tương đương với 2 cái miếng sandwich này. 1/4, một cái giác bún bình thường ha. Nửa gọi là, nếu mà ăn khoai củ thì nó tương đương với là gì, nửa trái bắp, nửa trái củ khoai, hoặc là cái loại cái khoai từ của mình ha. Thì đấy, đây là một cái cách quy ước thứ hai, tức là người ta sẽ quy đổi cho các bạn nửa chén cơm bằng những cái đơn vị khác quy đổi tương tự, để các bạn biết cái cách sử dụng. Cái lượng đầu tiên là mình phải kiểm soát cái lượng glucid, hay người ta nói là tinh bột nha. Tinh bột thì đa số mình sản phẩm mình sử dụng là từ gạo nè, từ cơm nè, các loại bún, phở, hủ tiếu, bánh mì vân vân, đúng không? Đó, thì bạn có thể quy đổi theo cái cách ước lượng như cô vừa trình bày. Cái này không, cái này phải cho bạn nhớ Tú ơi, chứ cô không có trả lời chung được. Ví dụ như Tú phải cho cô biết là Tú phải tự tính tổng cái năng lượng của mình là bao nhiêu kilocalo. Ví dụ cô nói là Tú khoảng 2001 ha. 2001 thì sao? Bây giờ bạn, cô ví dụ bạn ngày bạn cần 2001 đi nha. Thì 2001 mà 60% của carbohydrate, hôm bữa giờ mình cứ dạy cái này rồi các bạn cứ quên cái tính là các bạn hỏi con này nghe buồn ghê. Thì một ngày á, mình một nguyên một ngày á, khoảng 60% của 2001 tới 1002. Đó, mấy bạn hôm trước là mình Tú xem lại ha. Cái bài hôm trước cô có cách tính trò vậy, thì ví dụ cô nói trả lời cho bạn Tú hoặc là các bạn hôm trước mình có thể mình chưa tập trung lắm á. Cái nguyên tắc đầu tiên bạn phải tính cho cô được, bạn coi những cái bài trước lại, tính cho cô được tổng cái năng lượng một ngày bạn cần bao nhiêu kilocalo. Thôi rồi thôi, mình không các bạn cũng trả lời một cách nhẹ nhàng giúp cô ha. Tại vì có nhiều trường hợp là một là các bạn đó chưa có tập trung lắm ha, hoặc là nhiều cái công việc khác ha, cho nên là mình nguyên tắc là mình không biết thì mình mới hỏi ha. Cho nên là các bạn cứ trả lời nhẹ nhàng giúp cô thôi, để cho mình các bạn ấy tự tin hỏi, chứ không thì mình cũng biết. Có thể là để cô nói rồi, cái buổi học á, những cái buổi này nó sẽ có liên quan với nhau rất là nhiều ha. Cái buổi sau đó là bạn phải nắm kiến thức nền ở những cái buổi trước. Ví dụ cô trả lời cho bạn Tú hồi nãy nè, bạn phải tính tổng cái năng lượng của mình. Cô ví dụ bạn là 2001, người ta yêu cầu là 60% năng lượng của mình là tính từ tinh bột, hay người ta dùng cái từ là carbohydrate. Thì bạn sẽ lấy 60% của 2001, bạn ra được khoảng 1002. Thì bạn biết là gì? À, cái trong một ngày tôi ăn khoảng 1200 kcal là từ tinh bột. Thì sau đó bạn mới quy đổi cho cô, bạn có 3 bữa. Một ngày bạn... Mời khách hàng 3, 1, 2, 4 đến quầy số 9. Recording stopped.
À, cả lớp có nghe rõ không? À, bây giờ thì cô giáo bộ môn của các bạn thì đang bị out ấy, thì cô tranh thủ là sẽ điểm danh lớp luôn, thì các bạn có nghe rõ không? Dạ rõ cô. Đợi cô một chút để cô chiếu cái file lên cho đó lớp mình điểm danh trước nhá. Rồi xin lỗi các bạn nha, trời mưa lớn quá bên cô bị mất điện cho nên là tín hiệu nó bị mất giữa đường giữa chừng. Lớp mình nghe được không ạ? Nghe được cô. Nghe cô ơi. Rồi cảm ơn chị Hương nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục cái phần hồi nãy ha. Recording in progress. À, mình hồi nãy vừa rồi á, trời nó vẫn còn đang mưa rất là lớn ha. Các bạn chịu khó dùng một xíu. Mình nói cái phần về nhu cầu đạm. Hồi nãy mình vừa nhắc lại cái nội dung về cái tinh bột ha. Thì mình bạn nào mình chưa theo dõi kỹ với cái phần này á, thì bạn có thể xem lại những cái tài liệu trước ha. Để sau đó là mình quy đổi. Còn nếu mà bạn muốn tính toán thì bạn có thể thử sử dụng thực đơn ha. Sau đó là bạn gửi cô đi cô kiểm tra. Thì cái phần kiểm tra một tiết của mình á, cô sẽ cũng có một cái bài cho các bạn làm quen để các bạn tính ha. Mình sẽ có thời gian một tuần để mình làm, sau đó mình nghiên cứu tài liệu và mình gửi về cho cô. À, đương nhiên là cái việc số lượng lớp mình khá là đông á, cho nên là mình sẽ không có nhận mail riêng các bạn chị, mình cố gắng mình gom cho tập thể lớp ha. À, cho lớp trưởng, cho nhóm trưởng của mình á, để sau đó mình gửi chung kèm theo cái danh sách, tức là bạn sẽ phiền bạn nhóm trưởng là cho cô một cái file Word, tức là một cái danh sách tổng hợp những cái bạn gặp bài, rồi em gom hết cái file đó lại thành một cái file .arg rồi mình gửi ha. Thì trong đó nó sẽ có cái phần tính toán này. Ui, cô cho em hỏi. Dạ, tại vì mỗi ngày em có thói quen là em uống cà phê sữa cô. Nhưng mà bây giờ em thay sữa đặc bằng sữa tươi không đường á, thì không biết là cái lượng cáp nó có thấp hơn nhiều không cô? Và lại uống lâu mỗi ngày nó có ảnh hưởng gì không? Thì một là ví dụ trên cái này, nếu mà yếu tố về cá nhân á, mình có thói quen uống cà phê sữa hay gì uống cà phê sữa, thì đương nhiên mình biết cái lượng, cái nồng độ nó ngọt như vậy á, cái carbohydrate từ cái sữa đặc nó sẽ khá là cao đối với sữa tươi không đường nha. Thì mình uống, ví dụ như mà hàng ngày chị dùng một ly thì vẫn bình thường hả chị? Nhưng mà trên quan trọng là ví dụ bạn mình có bệnh lý nền gì hay không? Giờ tại vì liên quan đến caffeine hoặc là những cái chất kích thích á, những cái bệnh lý về tim mạch, người ta cũng, đặc biệt là người ta cũng không có khuyến cáo phải dùng quá nhiều cà phê ha. Tức là cái lượng caffeine nó sẽ không tốt cho cái sức khỏe của mình. Còn nếu như người bình thường á, mình uống cà phê thì mỗi buổi sáng một ly là có thể 1 đến 2 ly một ngày là bình thường ha. Dạ. Rồi.
chỗ anh uống uống nhiều nó có nó có ngay thừa năng lượng không cô? Uống năng lượng thì nó sẽ không, nhưng chắc chắn nó sẽ chị, tại vì một là chị đã sử dụng là sữa tươi không đường đúng không chị, hay là có đường? Sữa tươi không đường. Rồi, nhưng mà cà phê thì có đường. Rồi đúng rồi, tức là gì nè, chút nữa mình sẽ nói cái việc mà giảm cân ha. Không phải là dùng cà phê để giảm cân, là mình quan trọng là cái có những cái yếu tố mình liên quan đến cà phê, các bạn sẽ hiểu là cái chất kích thích ha, năng lượng có từ cà phê nó sẽ liên quan đến chất kích thích gì, thì mình á sử dụng cái lượng phù hợp là như thế nào, tần suất là bao nhiêu ly một ngày, và cái ly của mình là bao nhiêu ml. Tức là không phải mình uống cái lượng mình nói một ly của mình nó quá nhiều ly cấu là không được ha. Cái ly trung bình của nó thôi, gọi là ghi mình nói sao đây ta, cái lượng cái ly bình thường của cái uống cà phê nó khoảng, chút nữa mình sẽ nói về cái lượng nước, mình sẽ nói về vấn đề này ha. Còn có một anh bạn đang hỏi là các thành phần của các chất như là đường, sữa và thịt mình căn cứ vào cái tháp dinh dưỡng, nhu cầu dinh dưỡng phải không cô cho người trưởng thành à? Dạ đúng rồi, tức là người ta sẽ có khuyến cáo cho mình trong cái slide này của cô, cái slide về nó sẽ có like về những cái đối tượng đặc biệt trẻ em hoặc là phụ nữ mang thai, thì mình sẽ có một cái phần mà nó gọi là khuyến cáo về mặt cơ bản là bao nhiêu đơn vị, đó là cái khuyến cáo anh luận, thì mình xem căn cứ vào cái khuyến cáo đó với thực tế trên cái người mình nữa. Ví dụ mình là có bệnh lý thì mình phải khác nè, bây giờ mình mới nói là bệnh lý nè, ví dụ nhu cầu đạm á, thì các anh chị nếu như có bệnh lý cao huyết áp hoặc là bệnh lý tim mạch thì các anh chị phải điều tiết lại nữa. Cô nói nè, nếu như người bình thường á, mình nói là khoảng 15% nếu như thành phần trong bữa ăn đúng không, thì á, cách thứ hai để chúng ta tính nhu cầu đạm một ngày để cho giúp cái việc tiêu hóa và năng lượng cho cơ thể là khoảng thường, người ta giống như chúng ta dùng thuốc vậy đó, tức là mưa lớn quá, các bạn nghe được không ạ? Nghe được cô nói. Nếu như người bình thường, các bạn nhớ giùm cô là đơn giản nhất là 1g trên kg một ngày ha, là mình dựa vào cái cân nặng để mình quy ra cái số lượng gram. Ví dụ như bạn khoảng 60kg thì người bình thường nha, không có bệnh lý gì hết nha, thì khoảng là 60g đạm một ngày ha. Rồi còn từ cái gram đạm đó, nó từ nó quy ước ra thành bao nhiêu thì phải coi cái đơn vị chuyển đổi giùm cô nha. Thứ hai là người lớn tuổi được tính là khoảng từ sau ngoài 60 tuổi thì các bạn có cái hàm lượng đạm nó sẽ nhiều hơn ha, tại vì trong quá trình người ta sử dụng cái năng lượng nguồn lớn từ đạm nó khoảng từ 1-2g một ký một ngày. Còn ngoài 60 tuổi thì nhu cầu đạm nó nhiều hơn so với cái người trẻ. Rồi tiếp tục, nếu như chúng ta rơi vào trường hợp sau đây, tức là có bệnh lý mãn tính, thì cái nhu cầu đạm chúng ta sẽ phải điều tiết lại. Ví dụ như bệnh tim mạch thì khoảng từ 1-2g đạm trên kg một ngày, năng lượng nó cũng khoảng từ 12-15%. Rồi cái thứ hai là bệnh lý về đái tháo đường. Đái tháo đường thì các bạn sẽ thấy là giờ 1-2-1.5g đạm trên ký một ngày, tức là năng lượng nó sẽ nhiều hơn là 15-20%. Bởi vì bệnh lý đái tháo đường nó liên quan đến cái rối loạn về mặt chuyển hóa, cơ thể mình nó sẽ cần cái năng lượng từ đạm. Tức là bạn thấy là nhu cầu nó khoảng tới 20% là nhiều hơn so với bình thường đúng không? Rồi đối với bệnh lý ung thư lại tương tự. Tức là quá trình chuyển hóa của những cái khối đó là cơ thể mình cần nhiều đạm hơn, thì cái năng lượng nó sẽ là 1:1-1:2 gram một ký. Những bệnh lý về xơ gan, những cái vấn đề mà liên quan đến bệnh lý chuyển hóa, các bạn sẽ thấy là nhu cầu năng lượng từ đạm của mình nó sẽ tăng hơn. Chỉ có riêng về những cái bệnh lý thận ha, như là bệnh thận mạn hoặc là bệnh nhân có suy thận mạn, thì cái lượng đạm họ phải ăn ít hơn 0.8g trên một tí một ngày. Chà, tại vì sao ạ? Vì cái lượng đạm mà thừa nó sẽ thải qua cái đường thận, cho nên là nếu như cái đã có nền thì bệnh thận thì cái lượng đạm họ không được ăn quá nhiều, nó sẽ ảnh hưởng đến diễn tiến cái bệnh là gây ra cái suy thận gọi là nó nặng hơn ha. Thì đối với cái nhu cầu đạm cho bệnh nhân bệnh nhân mạng là một trong những cái yếu tố người ta cần phải kiểm soát rất là tốt. Các bạn nhớ chỗ này giùm cô ha. Như vậy thì cô nhắc lại là gì ạ? Cái nhu cầu đạm nếu như người bình thường thì ngoài cái công thức mình tính là 15%,
kilocalo, đúng không? Đúng tổng nhân toàn năng lượng. Cái thứ hai các bạn có thể sử dụng cái khoản này là 0.8-1 gram một tí một ngày. Ha. Còn đối với người lớn tuổi thì chúng ta có thể sử dụng tối thiểu là 1.2 gram một tí một ngày. Thì cô nói là ngoài 60 á, được tính là người lớn tuổi á, thì tối thiểu là ít nhất ha. Rồi tương tự, tại vì có thể là gì, người lớn tuổi thì thường họ sẽ đi kèm những cái bệnh lý này. Cho nên đó là mình sẽ có cái lượng đạm nó phải phù hợp hơn ha. Rồi. Người lớn quá các bạn ơi. Rồi, một số cái loại dinh dưỡng bổ sung đường miệng thì các bạn thấy là các cái sữa này là thành phần nó gọi là sữa nó bổ sung đạm nhiều hơn ha, thì có thể sử dụng tùy vào các bạn phải xem cái thành phần protein của nó, đó là cái mẹ nhãn mát của cái sản phẩm này á, thì mình cũng có thể nếu mà người ta tính gọi là bao nhiêu gram bạc ký nó phù hợp với cái thể trạng đó thì mình sẽ cho uống. Vậy thì một cái điều lưu ý đó với các bạn là bổ sung và dinh dưỡng á, nếu mà chúng ta sử dụng được ăn á thì mình phải lưu ý là liên quan đến là cái nhãn mác thực phẩm nha, đọc cái nhãn mác thực phẩm để mình coi nó có phù hợp cái lượng đạm hay không mà chúng ta sử dụng. Và cái thứ ba nữa là chúng ta nói đến là lượng hay là loại chất béo ha. Chất béo thì trung bình ở đây á, người ta khuyến cáo là gì ạ? Dưới 30 gram dầu một ngày nha. Tương đương là dưới 30% tổng nhu cầu năng lượng. Nếu chúng ta học thì mình khoảng 25%, đúng không? Đó là theo khuyến cáo, nếu như mình ăn đúng chế độ như á, mình có thể có sai số. À, vậy thì cái sai số của nó không được quá cái số 30% tổng năng lượng một ngày. Các bạn nhớ cái này ha. À, những cái chất béo mà trans fat này á, thì dưới 1%. Những cái chất béo mà giàu cholesterol á, ví dụ như các bạn thấy ăn đồ ăn nhanh nè, mỡ, mỡ động vật ha, thì nên khoảng dưới 200mg một ngày. Đó. Rồi giờ sử dụng các cái dầu ô liu hoặc là dầu cá thì nó sẽ tốt hơn ha, tức là mình ưu tiên sử dụng dầu cá hoặc là dầu thực vật hơn là dầu động vật. Thì mình nói là những cái chất có những cái slide có thể các bạn tự xem được, còn cái nào mà cô cần nhấn mạnh thì cô sẽ nói ha, tại vì mua nó khá là to, tín hiệu nó không được tốt lắm. Các bạn nghe không rõ các bạn nhớ nói cô lại nha. Ví dụ như cái thói quen ăn như thế này cần phải điều chỉnh nha các bạn. Thứ nhất là mình ăn nhiều mỡ, mỡ động vật, đặc biệt các bạn thấy thịt nha. Mình có cái món gì ạ? Gì ta? À, cái này là tự nhiên nói cái cô quên ta. Cái món mà trước thịt kho hộp vịt đúng không? Rồi. Mà cái thói quen mình ăn nhiều, đúng rồi, cái thói quen, cái món ăn này là thứ ngày Tết là chúng ta thấy đúng không? Hoặc là thói quen người Việt Nam là cứ kho nhiều lần rồi mình ăn thôi. Nhưng mà thật sự cái món ăn này các bạn phải điều tiết là gì? Mình từ cái thói quen ăn nhiều dầu mỡ này mình phải chuyển qua cái thực phẩm là ăn cá nó sẽ tốt hơn. À, cả nói về cá nước sông hoặc là cá nước mặn, nước biển hoặc nước ngọt đó. Thì cái chất mỡ từ cá nó sẽ tốt và nó dễ tiêu hóa hơn là đối với cái mỡ động vật. Và cái thứ hai nữa là gì? À, sử dụng những cái sản phẩm ăn fast food như là khoai tây chiên nè, các loại hamburger thì cái thói quen này mình cũng nên điều tiết sử dụng cái gọi là gì, giàu chất mỡ thực vật nhiều hơn như là dầu ô liu hoặc là dầu hạt cải vân vân. Các bạn đừng nhắn tin ấy, tại vì nó cứ hiện lên là cô phải mở á, mình bị gián đoạn á. Liên quan tới nội dung học mà các bạn không nghe được thì các bạn có thể báo cô qua Meet ha, cho nó nhanh ha. Rồi cô nhắc lại, tức là mình sẽ điều chỉnh cái thói quen mà liên quan chất béo, ưu tiên chất béo hoặc là liên quan đến thực vật hoặc là các cái loại hạt hoặc là hướng dương hoặc là dầu ô liu. Rồi đặc điểm thứ tư của chúng ta nói là tăng cường cái lượng rau và củ và chất xơ. Ha, thì có hai cái loại xơ tan và xơ không tan như hôm trước chúng ta học trong nhóm carbohydrate rồi. Thường thì tồn tại cả hai dạng, nhiều hoặc ít, thì chức năng của cái xơ tan là gì? Nó sẽ giúp cái cảm giác là no nè. Như vậy thì những cái người nào mà muốn giảm cân á, thì sao ạ? Là cần cái ăn cái chất xơ tan này nhiều hơn. Cái thứ hai là giảm. Ăn chất xơ nó cũng giúp là giảm cholesterol trong máu, đặc biệt là cái thành phần cholesterol xấu là LDL. Các bạn nhớ không? Bây giờ mình có những cái chất cholesterol mà transfer, tức là nó vận chuyển thì cái thành phần LDL là cực kỳ xấu. Cái thứ ba nữa là nếu mà chất xơ nó sẽ có tác dụng là kiểm soát cái đường huyết sau ăn ha. Cái thứ tư là gì ạ? Tăng cường cái chức năng miễn dịch cho ruột, và cuối cùng là phòng ngừa cái tình tiết của ung thư đại tràng.
Như vậy thì nhu cầu của chất xơ chúng ta khoảng một ngày là các bạn nhớ con số này dùng cô là 20 đến 30 gram đối với người bình thường nha. 20 đến 30 gram một ngày. Rồi. Đây là cái bảng thành phần mà cô phân loại cho các bạn là chất xơ tan và xơ không tan là cái gì nha. Thì các bạn sẽ thấy là xơ tan thì tác dụng chủ yếu là gì, nó làm cái cảm giác no lâu, tức là nó hút nước chậm xuống dạ dày làm cho cảm giác no lâu, nó gồm cái thực phẩm như là yến mạch nè, đậu lăng, táo nè, cam, các loại nghệ, hạt lanh, đậu hà lan, nghệ, cà rốt hoặc là tần tây, thì những cái thực phẩm này nó giàu chất xơ tan nha. Rồi khi lượng lớn vào thì trên chế độ ăn sẽ giúp giảm cái táo bón hoặc là có lợi ích cho quá trình bệnh nhuận tràng, tức là giúp cho bình tiêu hóa, tránh táo bón. Như các bạn sẽ thấy là gì ạ, lúa mạch nè, gạo nâu, bí xanh, bông cải, cải súp lơ, cải bắp, đậu xanh hoặc là rau lá xanh đậm. Nói chung các thực phẩm mà nên ăn nhiều á, ngoài trừ cái chất xơ, ngoài ra nó còn có sắt và axit folic, đó là cái rau màu xanh đậm. Các bạn nhớ dùng cô ha. Ví dụ đây là một cái khuyến cáo như nè, những cái loại thực phẩm này là có hỗ trợ chất xơ tan rất là tốt. Gì nữa à? Khoai lang. Khoai lang nó ngoài là cái chất cung cấp chất xơ, hay là cái lượng tinh bột carbohydrate của nó, năng lượng nó rất là thấp. Nó là một cái thực phẩm mà hỗ trợ cho quá trình bệnh nhân mà nào mà muốn giảm cân á, tức là cảm giác nó no. Rồi đây là một vài cái thực phẩm có thể khuyến cáo các bạn để tăng cái hàm lượng chất xơ. Rồi cái lượng tăng lượng rau củ thì như thế nào là phù hợp? Các bạn nhớ dùng cô con số này. Cái chất xơ mình phải là từ 20 đến 30 gram, đúng không? Xơ hòa tan nó chiếm khoảng 50%, thì mục đích của xơ hòa tan là gì? Nó sẽ giảm cái đường huyết sơ ăn và giảm cái nồng độ của HbA1c. Những bệnh nhân mà đái tháo đường á, thì cái nồng độ này giảm là đường huyết sơ ăn mà ổn định á, thì lại càng là chú ý đến cái chế độ ăn mà hỗ trợ chất xơ phải nhiều nha. Thì đó là cái tăng cái lượng rau củ ha, ăn cái thành phần rau củ nhiều lên thì nó tốt cho sức khỏe mình hơn. Rồi, cái một cái slide này lại là một cái slide cực kỳ quan trọng, các bạn cần nhớ giùm cô nè. Ví dụ như trong một cái bữa ăn thịnh soạn ha, trong một cái bữa ăn thịnh soạn vậy thì chúng ta ăn như thế nào là đúng và ăn như thế nào là mình đảm bảo cái việc mà dinh dưỡng mà cung cấp cho cơ thể mình nha. À, người ta sẽ có những cái khuyến cáo như thế này. Ví dụ như mình sẽ có tinh bột nè, có rau, củ quả nè, các cái món chính thịt cá và tinh bột đúng không? Thường các bạn sẽ thấy một bữa cơm của mình có những cái món như vậy đúng không ạ? À, vậy thì á, để mà đảm bảo cái việc mà hấp thu cho cơ thể tốt á, mình phải có thói quen ăn cái gì trước? Ăn rau. Hoặc là có một cái cách là gì? Các bạn này là áp dụng trong cái việc mà khi chúng ta đi ăn buffet á, cực kỳ hiệu quả ha. Tức là mình phải ăn rau trước, các bạn nhớ nha. Đây là cái mũi tên nên mình ăn ngược lại thì coi như là mình thua rồi ha. Mình ăn cơm trước sẽ cảm giác nó lại khi no, và những thành phần phía sau là chúng ta sẽ không có cung cấp đủ thành phần dinh dưỡng. Như vậy thì yếu tố ở đây không phải là nói về cái cảm giác no không, mà nói về những cái hiệu quả giúp cho vấn đề về kiểm soát cái bữa ăn cho nó đảm bảo á, thì mình cần phải có thay đổi thói quen là gì? Các bạn phải ăn rau trước giùm cô. Rau có thể có nấm hoặc là rong tảo hoặc là những cái món ăn mà khai vị á, thường là rau củ quả ăn trước, sau đó chúng ta mới ăn cái món chính, tức là những cái món nấu từ thịt hoặc là thịt cá. Thường á, thịt cá, nhưng mà đa số là mình ăn nên, nếu mà để mà chọn cá với các loại thịt của động vật thì các bạn nên ăn cá nhiều hơn ha, thì cái chất béo của cá nó sẽ tốt cho sức khỏe của mình hơn. Rồi mới tới là ăn tinh bột, là cơm khoai với bí đỏ hoặc là bắp không phân ha, bắp và khoai lang các kiểu cũng được tính vào cái nhóm tinh bột. Vậy thì qua cái hình này cô muốn nói mạnh các bạn một cái điều là thay đổi cái thói quen là hãy ăn rau trước khi ăn tinh bột và phải ăn chậm nhai kỹ trong mỗi bữa ăn. Thì yếu tố nhai chậm nhai kỹ bữa trước mình nói rồi, nó sẽ liên quan đến cái vấn đề gọi là gì? À, vấn đề gọi là yếu tố ăn chậm nhai kỹ nó sẽ liên quan đến cái vấn đề liên quan đến, đó là cái vấn đề gọi là gì ạ? Nó hấp thu cái việc mà trộn cái men tiêu hóa từ ở cái phần hầu họng của mình, đúng không? Cái gọi là cái nước bọt của các bạn đó, nó sẽ quấn gọi là nó hòa quyện, sau đó nó ăn của mình nó sẽ dễ tiêu hóa hơn. Vì đấy cho nên là bạn phải lưu ý cái chỗ mà ăn rau trước khi ăn tinh bột và ăn chậm nhai kỹ sau mỗi bữa ăn là như vậy.
Thì đây là một cái thói quen cực kỳ quan trọng mà cần phải luôn chúng ta. Các bạn nhớ cái line này giùm cô ha. Học về dinh dưỡng tiết chế mà mình không nắm được cái này thì rất là tiếc, được không ạ? Rồi, danh sách thực phẩm giàu sơ, cái này các bạn đọc giùm cô nha. Tương tự ví dụ như bữa sáng người ta gợi ý hai lát là 60g nè, bổ phụ mình có 60g, bữa trưa mình có khoảng nửa cái canh súp chẳng hạn, bữa phụ thêm là một cái trái bắp, bữa tối thì các bạn có thể là cung cấp từ các loại khổ qua, đậu nè, các cái đu đủ ha. Thì hiện tổng lượng sơ nếu mà chúng ta ăn một ngày như thế này người ta tính cho các bạn là cần khoảng từ 21g là coi như đạt yêu cầu. Một ngày mình trong khoảng từ 20 đến khoảng là 30g là coi như mình đạt yêu cầu ha. Cái này mình cũng có thể đọc được. Rồi cái thứ năm là chúng ta cần phải ăn đủ cái lượng, ăn vừa đủ cái lượng trái cây. Mình nói slide này xíu nữa. Ăn vừa đủ cái lượng trái cây vì lý do gì ạ? Thứ nhất là mình sẽ làm giảm cái nguy cơ bệnh lý mạch vành hay nhớ bệnh lý về mặt tim mạch. Tại vì sao? Trong trái cây có rất nhiều vitamin và khoáng chất, nó là những cái chất nó giúp tốt cho cái hệ tim mạch chúng ta hoạt động. Tránh hoặc là hạn chế cái trái cây ngọt nhiều. Ví dụ như gì ạ? Mặc dù nó sẽ rất là ngon nhưng mà chúng ta phải ăn cái mức độ vừa phải ha. Chọn những trái cây chua hoặc là nó ít ngọt thôi. Ví dụ như thanh long hoặc là bú sữa nè, táo tây hoặc là táo ta. Nói chung là những cái thực phẩm người ta có thể có khuyến cáo cho các bạn. Rồi cái này mình có thể đọc được. Trong cái chất khoáng chất thì mình lưu ý cái chế độ ăn hạn chế kali đối với những bệnh nhân mà suy tim hoặc là suy thận cấp, suy thận mạng. Vì thực phẩm giàu kali thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề vận động của cái nhịp xoang, tức là liên quan đến điện giải hoặc là liên quan đến vấn đề về cái điện thế của tim. Đó, cho nên là đối với những bệnh lý về tim thì cần phải ăn hạn chế cái chế độ ăn kali. Rồi bây giờ mình nói tới cái tránh ăn mặn. Tránh ăn mặn vì sao ạ? Bởi vì khuyến cáo là như thế nào? Một trong những cái bệnh lý mà các bạn nhớ giùm cô đó là liên quan đến cái chế độ ăn mặn. Hay là bệnh lý về tim mạch, trong đó cao huyết áp là cái vấn đề bệnh lý nó thường ảnh hưởng cái sức khỏe về tim mạch khá là nhiều. Vậy thì khuyến cáo người ta gọi là ăn dưới 5 gram muối một ngày, đúng không? Ăn dưới 5 gram muối một ngày là cái thứ nhất. Bây giờ đây là những cái năng lượng hoặc là những cái muỗng muối các bạn có thể xem nè. Nha. Mặc dù muối thì nó không có kilocalo nào hết trơn á, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến về cái việc mà ăn mặn mình sẽ làm cho cái huyết áp của mình ảnh hưởng cao hơn. Thứ hai nữa là ăn không có chấm thêm muối hoặc là nước mắm. Rồi một cái khuyến cáo nữa, những cái món này thì thường nó sẽ đặc biệt nó kích thích tiêu hóa của mình. Ví dụ như ăn mắm á, thì người ta cũng khuyến cáo các bạn hạn chế ăn mắm khô hoặc đồ hộp như hoặc là mắm tôm, hạt nêm hoặc là những cái loại siêu bột ngọt thì cũng nêm nếm cho vừa phải. Người ta gọi là khuyến cáo về muối ha. Cái này không biết sao mà nó cứ hiện ra nữa đây. Tôi không ấy bấm lộn cái gì đây. Hạn chế muối, ví dụ người trưởng thành mình sẽ có là dưới 5 gram muối trong vòng 24 giờ. Hoặc là nếu mà tính ra miligam là khoảng 2000 miligam natri trong vòng 24 giờ. Thì các bạn sẽ tính dùm cô là nếu như 1 gram muối mà gọi là tinh thể muối natri clorua nó sẽ có khoảng 400 miligam natri cộng. Ha. Vậy thì cái nguồn thực phẩm mà có cái natri cộng này, ion natri cộng này là thực phẩm tự nhiên có sẵn nè. Hay là thêm muối hoặc là natri vào thực phẩm trong quá trình chế biến. Thứ ba là thêm muối hoặc là natri quá trình nấu và ăn. Tức là mình chấm thêm ha, cuối cùng là thuốc. Nhớ cái chỗ này. Dưới 5 gram muối. Nếu mà muối là mình nói về natri cloro, còn là tinh thể ion natri cộng thì nó khoảng là 2000. Không được quá 2000 natri. Được chưa? Vậy thì các bạn nên để ý giùm cô. Những cái thực phẩm có chứa nhiều muối, ví dụ như trong cái tinh thể muối 100 gram muối thì nó có khoảng tới 40.000 miligam natri nè. Format thì nó chứa khoảng tới 600 mấy, tức là cái này là phải hạn chế ăn nè. Sữa mà tách béo là 535 miligam natri cho 100 gram, cái này cũng phải lưu ý nè. Dùng ít cái thằng này thôi. Một cái thực phẩm nữa mà người ta có thể khuyến cáo trong slide tôi có nhắc đến á. Đó là gì? Mì gói. Đây là một cái thống kê người ta gọi là giả định lượng cái hàm lượng sodium ở trong 30 loại mì ăn liền có hoặc không có gia vị. Các bạn để ý giùm cô nè, cái này mình sẽ đọc, quan trọng là cái chỗ trung bình thôi. Vậy tại sao chúng ta ăn mì gói, ăn như thế nào là đúng cách? Bởi vì trong cái sản phẩm, trong cái bát mì của mình thôi á, trong cái bát mì của mình thôi nó đã có khoảng là 0,7 gram rồi, 0,7
7 gram sodium rồi nha, 0,7 gram sodium. Trong đó các bạn nhớ là cái hình này mình nói là cái gì ạ? À, nếu mình muối á, muối á, là mình không quá 1 gram, không quá 5 gram nha. Mà còn là tinh thể natri thì mình không quá 2000 mg nha, các bạn nhớ con số này giùm cô ha. Rồi. Như vậy thì trong một cái gói sản phẩm, ví dụ như trong 100 gram sản phẩm nó có trung bình là 1 gram sodium nha. Nếu mà một gói sản phẩm á, nguyên cả gói luôn á, cái thước là tùy, nó sẽ trung bình. Ở đây là có nhiều cái loại mì, người ta còn người ta thống kê trong khoảng 30 loại mì ăn liền á, thì nó nội trong cái giấc mì của mình thôi là nó có 0,7 gram muối rồi ha. Vậy thì nếu mà nó thêm cái gói gia vị mặn, các bạn thấy nó đi kèm mì ăn liền nó sẽ có cái gói gia vị đúng không, thì cái gói gia vị nó lên tới 1,7 gram. Vậy thì một cái gói mì mà các bạn có ăn thêm cái một giấc mì nè, ăn thêm cái gói gia vị của nó thì nó đã chứa 4,3 gram muối rồi. Các bạn kìa chỗ này không? Cho nên nội cái gói mì này sao nó khá là mặn. Đó là lý do vì sao thường người ta khuyên nếu như các bạn ăn mì ăn liền, các bạn đừng ăn cái gói muối đi kèm với nó là một. Tại vì cái hàm lượng muối nó khá là mặn. Trong khi đó người ta khuyến cáo một ngày, nguyên một ngày mình chỉ ăn không quá 5 gram muối thôi. Mà ngay cả một giấc mì gói của mình á, một gói mì của mình thôi mà bạn đi kèm với cái sản phẩm đi từ nó thì chắc chắn ăn đã vượt cái 5 gram muối rồi. Được chưa? Nên là cái like này cô nói là cái cách ăn mì gói đúng cách là mình nên sử dụng sao ạ? Cái bát mì thôi, kèm thiếu cái gia vị các bạn nêm, chứ đừng có sử dụng cái gói gia vị nó đi kèm ha. Rồi. Mà bạn nào ngày nào cũng ăn một hai gói mì là chắc chắn bạn ăn mặn rồi đó. Rồi. Cái này là cái slide người ta quy ước cho các bạn cái cách tính là tương đương bao nhiêu 0,5 gram muối là sao nè. 5 gram muối là một thìa nước mắm hả? Hoặc là cái thìa magi là hạt men của mình đó ha. Đây, cái muỗng này các bạn có thể thấy nè, bột canh hải châu hoặc là hạt men cơ no. Hạt men cơ no mà nếu mà cái muỗng nhỏ các bạn gia vị này nó đã khoảng 3 gram muối rồi nha. Mà bạn đem cái muỗng to này nó chứa khoảng 6-6 gram muối là khá là nhiều rồi đó. Cho nên là hạn chế những cái thành phần này lại. Không ai nên mà vừa muối rồi vừa cà no khá là nhiều là không được nha các bạn ha. Rồi cái đó là thói quen mặn đó, mình phải điều chỉnh dùm từ từ. Cái này đương nhiên là nếu mà không có muối thì nó sẽ là nhạt nhẽo cái món ăn của mình đúng không? Như vậy thì chúng ta phải thay đổi từ từ nha. Không ai bắt mình là phải gọi là nói cái là mình cắt ngang liền được nha. Rồi tương tự cái này cũng vậy, cái từ này nó tương ứng với muỗng cà phê nè. Một cái muỗng cà phê là cái muỗng này các bạn ha, một muỗng cà phê hạt muối nè 5 gram á, thì nó sẽ tương ứng với một muỗng nước mắm nè, nước tương nè, hạt cà no nè 2,5 hoặc là cái miếng phô mai ha. Cái này mình có thể coi là được. Tương tự ha, trong cái sản phẩm mình có thể nêm tùy mình đọc. Vậy thì biện pháp để nào chúng ta giảm ăn muối? Thứ nhất là mình phải bớt muối và gia vị chứa nhiều muối, tức là hạn chế cho muối và cái gia vị chứa nhiều muối vào cái thực phẩm khi sơ chế, tạm ướp hoặc là nấu ha. Cái thứ hai là giảm từ từ để cảm nhận cái vị giác có thể thích nghi dần. Cái thứ ba là cố gắng giảm một nửa cái lượng muối hoặc là cái gia vị có nhiều muối mà hiện tại các bạn đang ăn ha. Ví dụ như mình nêm cơ no thì mình phải để ý lại cái đơn vị người ta tính, có thể sử dụng cái muỗng mà cái muỗng mà mình hay ăn sữa chua các bạn, tức là cái hàm lượng nó sẽ thấp hơn 2,5 gram ha. Nếu mình ăn một cái muỗng cà phê để gần 5 gram muối rồi đó. Hạn chế nêm những cái gia vị thêm từ muối, nước mắm hoặc là cà no. Một cái đặc điểm nữa là chấm nhẹ tay, là hạn chế để muối và nước chấm trên bàn hoặc là trên mâm khi ăn. Đặc biệt là bây giờ mình, nhiều khi mình là người trẻ khỏe, bây giờ mình ăn không quen nhưng mà mình thay đổi từ từ. Như trên bệnh nhân mà tăng huyết áp thì các bạn phải lưu ý cái lượng muối cho phù hợp. Hạn chế chấm hoặc là chấm nhẹ tay các thành phần vào muối và gia vị có dính muối, rồi nước chén chén nó chấm nhìn thì quá hấp dẫn đúng không? Rồi, pha loãng cái nồng độ nước chấm để chấm. Không chấm các món ăn đã mặn, tức là thịt kho, riêm rang, cá kho, dưa muối hay cà muối thì lại không được vào nước muối hoặc là chấm với nước chấm thêm. Nhớ ha, người ta khuyến cáo người ta gọi là chấm cho nhẹ tay. Được chưa? Rồi. Và mình sẽ giảm ăn, cái biện pháp giảm ăn muối là giảm ngay các cái đồ mặn này ha, hạn chế ăn các thực phẩm chế biến sẵn
có chứa nhiều muối như mì ăn liền hoặc là bánh mì, là xúc xích, đồ hộp, rau củ, muối là snack, vân vân. Mà một cái khuyến cáo là đọc cái lượng muối trên thực phẩm khi mua. Làm sao để chúng ta biết đọc cái lượng muối? Ví dụ cô có một cái thông tin về cái sản phẩm Nutrition Pass này, các bạn có thể thấy ha. Mình sẽ coi dùm cô tới cái dòng là sodium. Sodium ở đây là trong 100 gram thực phẩm, cái sản phẩm đó nó có tới nhiều 440mg sodium. Vậy thì bạn quy ước cái thằng này 440 thì nó rơi vào cái lượng muối trung bình và cái thực phẩm này bạn cần phải hạn chế ăn. Nếu như cái lượng thực phẩm mà trong 100g thực phẩm nha, nhìn 100g thực phẩm là nó ghi thông tin là 500g sodium thì đây là không được ăn. Tại sao ạ? Nó hàm lượng muối nó khá là nhiều. Muối trung bình thì hạn chế, còn hàm lượng muối thấp, nếu như sodium nó dưới 120mg, đây là thực phẩm chúng ta có thể ăn được. Được chưa? Như vậy thì các bạn muốn tính lượng muối, các bạn lấy cái nồng độ của cái sodium bạn nhân cho cô 2.5. Tại vì ví dụ như ở đây nó 440 đúng không? Các bạn nhân 2.5 vậy thì cái nồng độ của sodium nó có tới 1.1. Mà chỉ là cái thực phẩm đó thôi. Trong khi đó chúng ta cả ngày mình ăn không được quá 5g muối, đúng chưa? Cái này nó khó chứ không có dễ nha các bạn, chắc chắn là khó rồi, cô khẳng định với các bạn luôn á. Nhưng mà về nguyên tắc về mặt dinh dưỡng là mình phải điều tiết cái chỗ này thì mình mới thấy cái lợi ích nó về dài ha. Những bạn nào có vấn đề về tim mạch hoặc là những vấn đề như cô nói thì mình phải cái điều tiết cái chế độ ăn này, được chưa? Rồi, nguyên tắc là giảm một nửa muối ăn hàng ngày để mình đề phòng cái tăng gáp hoặc là tai biến mạch máu não, nhớ nha. Rồi, chế độ ăn mặn đó. Rồi, tiếp theo mình nói về cái lượng vitamin D và khoáng chất. Vì nó liên quan đến cái yếu tố là loãng xương ở phụ nữ, cái hình này chúng ta cũng đã thấy rồi ha, tức là cái yếu tố lão hóa của người già lớn tuổi, nếu không đủ lượng canxi và D á, thì nó sẽ làm giảm cái chiều cao cho cái việc cái xương nó bị gọi là nó bị cong, cái cột sống nó bị cong, nó giảm cái chiều cao về của người khỏe mạnh. Có chút của thiếu canxi thì cái này hình này cũng nhắc lại rồi. Vậy thì chúng ta có thể bổ sung calcium và thực phẩm từ những cái loại liên quan đến sữa chua ít béo, sữa chua nguyên kem, kem bông cải xanh hoặc là cá chích hợp, nước cam bổ sung vi chất dinh dưỡng vân vân. Được chưa? Đây là cái hàm lượng tương ứng ha. Rồi, cái slide này cô cũng có trong cái phần tháp dinh dưỡng, các bạn có thể tham khảo thêm. Được chưa? Rồi, đây là khuyến cáo mình ăn bao nhiêu cái lượng canxi cho nó phù hợp. Trẻ nhỏ cho đến là độ tuổi, ví dụ đa số các bạn nếu ở độ tuổi này thì trung bình mình có thể sử dụng đây một phô mai, một hộp sữa chua hoặc một cái ly tương ứng 100ml sữa dạng lỏng tùy mình ha, thì mình sẽ cung cấp đủ cái canxi cho cơ thể. Phụ nữ có thai thì năng lượng nó cấp nhiều hơn và mẹ cho con bú thì càng nhiều hơn nữa ha. Rồi, bây giờ chắc là mình nghỉ dây lao ha, nhờ bên đào tạo cô sẽ điểm danh cho các bạn thì sau đó chúng ta sẽ tiếp tục nha các bạn ha. Rồi, chắc để nhờ cô Hương. Cô Hương điểm danh lớp một chút xíu đi rồi chúng ta bắt đầu tiếp.
Recording stopped. Cho con cô điểm danh nhá. Rồi điểm danh lớp là điều giữa 03 nhá. Bùi Lữ Phương Duy. Dạ có. Lâm Thị Mai Phương. Dạ có. Lê Thúy Nga. Dạ có. Thu Nguyên. Dạ có. Thúy Quỳnh. Dạ có. Thùy An. Dạ có. Recording in progress. Dạ có. Châu Văn Bảo. Dạ có. Nhã Linh. Có. Thái An. Dạ có. Ok. Hình ảnh 01. Cho câu hỏi là bạn Nguyễn Công Tâm này có đi học nữa không? Có lớp trưởng lớp này có ở trong này không? À, hình như là anh đó vắng thì sao á, em không thấy mấy anh đó đi học. Hình như là vắng cũng. Cô ơi, lớp điều dưỡng 1 2 không có hả cô? À đây đây đây. Rồi rồi, để cô điểm danh. Vâng. Mai còn nói á, không điểm danh sau. Chống dịch đúng không? Rồi Trương. Trương có đi học không? Dạ có cô. Bùi Thảo Nguyên. Có ạ. Ngọc Ngân. Dạ có. Ngọc Mai. Dạ có. Hoàng Anh. Dạ có. Đinh Văn Hải. Dạ có. Ngọc Vi. Dạ có. Duyên Ngọc là bạn vắng nhiều đấy nhá. Không biết là còn đi học không?